Ngứa bao quy đầu là biểu hiện của bệnh gì? Có rất nhiều lý do dẫn đến tình trạng ngứa rát bao quy đầu ở nam giới. Có thể dấu hiệu chỉ đơn giản xuất hiện là do nam giới dị ứng, vệ sinh bộ phận sinh dục không sạch sẽ, mặc quần lót chật chội, ẩm ướt. Với những nguyên nhân này, tình trạng ngứa sẽ kết thúc sau vài ngày khi nam giới thay đổi thói quen sinh hoạt. Tuy nhiên, nếu hiện tượng ngứa rát bao quy đầu kéo dài, dai dẳng và kèm theo những dấu hiệu bất thường như sưng tấy, nổi mẩn đỏ, tiểu buốt, tiểu rát, đôi khi quan hệ tình dục hoặc xuất tinh, thì nam giới tuyệt đối không nên chủ quan, bởi đây có thể là dấu hiệu cảnh báo của các bệnh lý nguy hiểm như viêm màu tinh hoàn, quy đầu, đám bao quy đầu, viêm đét bao quy đầu, dài hẹp, ngạt bao quy đầu, hoặc bệnh lây truyền qua đường tình dục, lậu, sôi màu gà, mụn rộp sinh dục. Chính vì thế, khi gặp phải tình trạng ngứa rát bao quy đầu, hãy đến các cơ sở chuyên nam khoa uy tín để bác sĩ thăm khám, xác định nguyên nhân và chữa trị bệnh kịp thời. Tuyệt đối không được tự điều trị tại nhà, khiến bệnh ngày càng nặng hơn, thường xuyên tái phát, gây khó khăn cho việc chữa trị bệnh về sau.